giá là 1,6 triệu nha các bác nha. Ở này xám đá ra đĩ đực, lưỡi đốm, xám đá tứ mục, chân vàng, được chất lông quá tuyệt vời. Đấy, đuôi thỏ nha các bác nhé, cộng đuôi thỏ, đấy, đốm lưỡi khá là nhiều luôn. Ăn rất xinh luôn. Đây nè, đầu chí này cũng nhiều chó con nữa nhỉ. Đây cũng có cọc trắng này. Hôm nay khá là nhiều cọc trắng. Cọc đen thì có một vài em nhưng mà nó không được đẹp lắm. Đấy, con đẹp nhất thì nó ở đây rồi. Đấy. Đấy, cọc đen gọi là chuẩn to, răng đầy đủ. Giá 5 triệu. Đấy. Đây có đen tuyền được, đen nhưng không tuyền các bạn. Đen không tuyền. Chỉ gọi là đen thôi. Nó vẫn có phần trắng ngực. Nhưng mà đầu thủ rất là đẹp luôn. Đầu thủ thân. Đấy. Đây mới là chuẩn. Chuẩn. Đấy, cũng đi gọi là cũng đi trình diễn ở đâu đó về đây này. Đấy, mặt sẹo hết rồi. Đấy, sưng gió phủ đầy trai đây các bạn. Vâng, đây là con em trắng. Em trắng mũi hồng này các bác tìm kiếm đây. Đấy. Trắng mũi hồng dưới đính đực. Em này trước em đã nói với các bác, chia sẻ với các bác là em này đốm lưỡi, đuôi qua trái. Đấy. Nhìn em ấy rất là lanh lợi luôn. Đến hôm nay em này trắng tinh luôn các bác nhé. Đốm lưỡi trắng tinh. Mà mặt nó xù lúc nào nó tầm này đấy các bác. Đấy. Mặt chó xù, dòng chó xù như này là rất là chuẩn, vì lớn lên thì mõm sẽ to hơn, dài ra một chút. Đấy. Khác với dòng hơ mông cọc là mõm nó ngắn, mõm chó xù lúc nào cũng dài hơn. Đấy. Dài và người cũng dài ra theo. Đấy. Đuôi cũng dài thêm. Đấy. Mới là chuẩn. Em này thì lông xù tít mù rồi. Vâng, em này thì vừa nghe giá tham khảo là có giá là 4,5 triệu. Đấy, giá tham khảo là 4,5 triệu các bác nhé. Tuần trước 6 triệu, tuần này chuyển qua người, chắc là người em đi bán thì bán rẻ hơn chút nữa, 4,5 triệu. Quá đẹp luôn. Quên mất lại giới thiệu cho các bác em sù đen. Đấy, sù đen giá 1 triệu và con này 1,7 triệu nhỉ. Đấy. Yeah. Này thì mõm to hơn này, mặt to hơn. Con này con đực. Bên này đơn. Đấy. Bạn này không cần buộc luôn. Rất là ngoan. Không phải đâu, nó bị đề... bị lem. Này tài rất bé luôn các bác này, chân không huyền đề nhé. Đó. Lưỡi có đốm không nhỉ? Bạn này gọi là vẫn không gầy, không béo, không mập, gọi là chó bình thường, dáng đẹp. Đây, một người bán gà đen, gà ok đấy. Rồi, bây giờ đông quá, nhiều người quá. Này chưa thấy chó đẹp các bác, cả đang đi tìm xem săn em xem là khó quay chưa. Đây có em chân mai hoa này, chân bông hoa luôn, cực kỳ giống bông hoa. Bốn chân đều trắng. Con này được hay cái đi trai? À con trai. À con này mình bán bao nhiêu? Con này á? Ừ. 600 à?